Hagrid thân mến của ta. Dạ thưa thầy, có em. Chúng ta cần tìm một giáo viên mới. Thầy ơi, thầy thay giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám gần bằng số tập của Harry Potter luôn rồi đó thầy. Ha ha, không không Hagrid thân mến à. Chúng ta cần tìm một giáo viên thể dục mới để huấn luyện cho đội quýt đích của trường. Kiếm chi cha nội, tụi mình có Harry Potter rồi mà. Thế rủi Harry nó tốt nghiệp rồi thì sao? Chúng ta không cần một cầu thủ siêu sao. Chúng ta chỉ cần một người dẫn dắt một tập thể giỏi và biết phép thuật Hagrid à. Nhưng mà thầy ơi, một huấn luyện viên vừa giỏi mà còn biết chơi phép chơi đồ, kiếm ở đâu ra hả thầy? Chà, đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á. Ông đúng là một phù thủy. Hả? Ông là cái gì? Là một phù thủy. Ông là bác Hang Seo. Nhưng ông là một phù thủy. Ông chỉ là bác Hang Seo. Ông là một phù thủy. Thì tôi biết rồi, nhưng ổng là một phù thủy. Nhưng ổng chỉ là bác Hang Seo bình thường thôi. Ổng vừa dẫn dắt Việt Nam giành được AFF Cup sau 10 năm đó. Không phải là phù thủy thì là cái gì? Hơn 60 năm mà cuối cùng Việt Nam cũng có được huy chương vàng SEA Games. Ổng là phù thủy. Đã nói ổng không phải là phù thủy. Ổng chỉ là bác Hang Seo bình thường thôi. Bảo vệ thành công danh hiệu vô địch SEA Games 31, ổng có thể không phải là phù thủy, nhưng những gì ông làm được quả thực là phép màu. Tôi đã nói rồi, thầy bác Hang Seo không phải là phù thủy, nhưng thầy chính là người thầy mẫu mực, luôn hết mình với đội bóng. Hình ảnh thầy bảo vệ học trò sau những thất bại trong phòng họp báo, ân cần chỉ bảo trên sân tập, hay tranh cãi quyết liệt với trọng tài vì tình huống bất lợi cho các học trò, tất cả đã tạo nên những hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Và chính những hình ảnh đó sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của toàn bộ dân tộc Việt Nam chúng tôi. Thầy hiệu trưởng à, bác Hang Seo không phải là phù thủy. Ông ấy chỉ là một vị huấn luyện viên tài ba nhất của đội tuyển Việt Nam từng có mà thôi. Thầy ơi, thầy có nghe em nói gì không vậy? Tôi đang tham dự sự kiện Xmas Fest FIFA Online 4 Giáng sinh vô địch rinh ngàn hòa đỉnh. Chỉ cần xem lại hành trình tu luyện đóng bí thuật FIFA Online 4 của huấn luyện viên Bác Hang Seo, rồi tiện tay rinh luôn đóng bí thuật đó về, nâng trình bản thân, tham gia hoàn toàn miễn phí, không mất một đồng Galeon nào luôn. Chơi thử không hả? Tôi đi 5 năm trời để kiếm người cho ông, mà ông ở nhà luyện FIFA Online 4 vậy đó hả? Avada Kedavra. Đăng nhập vào game ngay để cùng FIFA Online 4 sống lại những hồi ức tuyệt đẹp trong hành trình 5 năm của đội tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park, vừa cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển giành lấy chiếc vô địch AFF Cup 2022, vừa tận hưởng mùa Giáng sinh năm mới an lành, lại còn dinh ngàn quà đỉnh hoàn toàn miễn phí tại fest.mobile4.garena.vn từ 21 tháng 12 đến 16 tháng 1 năm 2023.